Là sẽ dọn sạch sừng xanh, bỏ hết tất cả những vật thừa thải để cho cái bếp của mình trở nên thư giãn hơn. Và anh nghĩ là bây giờ cái công việc đầu tiên đó là vậy thôi. Và trước khi bắt tay vào dọn dẹp thì Hằng nghĩ là các bạn nên thay giúp Hằng một bộ đồ nào đó thật là thoải mái và rộng rãi, tránh mặc những cái màu trắng hoặc là màu quá sáng. Bởi vì lúc mà mình dọn dẹp sẽ bụi rất là nhiều và cũng như là mình sơn phết sẽ dính vào bộ đồ của mình. Cho nên là thay đồ như Hằng ơi, rất là thoải mái và rộng rãi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào bếp của Hằng nhé. Hằng quên nhìn cái máy đi. Dạ, và Hằng nghĩ là Hằng nên làm một tí cà phê để cho tỉnh táo hơn, bởi vì giờ này Hằng còn đang rất là buồn ngủ. Và nhìn cái bếp như thế này thì Hằng không có cảm hứng để làm việc. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái bếp của Hằng một chút xíu nhé. Nói chung cái bếp của Hằng cực kỳ nhỏ mọi người ạ. Nó tầm khoảng chiều này là 1.5m, còn cái này tầm khoảng 2m nữa, là chưa tới 4m2 đâu. Và thực sự cái bếp này rất phù hợp cho kiểu sống độc thân một người hay là hai người. May mắn quá Hà là một cô gái sống độc thân, và hiện tại thì Hà đang có một roommate cũng là bạn thân của Hà luôn. Trước tiên thì Hà nghĩ là Hà sẽ giới thiệu một chút xíu về căn bếp của Hà cho các bạn cùng xem nhé. Nói chung là cái căn bếp này nó quá là nhỏ, Hà sẽ không đặt nhiều góc máy quay đâu, và Hà chỉ để một cái để quay toàn cảnh thôi. Đầu tiên thì các bạn thấy đây là một cái máy hút bụi, và rất tiếc máy hút bụi này nó đã không còn sử dụng được nữa. Tiếp theo nữa Hà có một cái bếp âm tường như thế này, và bên đây nó rất là nhỏ. Hà có một cái kệ khó là cũng tung đồ, và gia vị ở phía bên này đó, cái bếp mình có nhiêu đó thôi. Nhưng mà ở trên đây thì nó có một cái kệ, đây để Hà quay cái kệ cho các bạn cùng coi ha. Đây là cái kệ nè, ngăn đựng toàn bộ gia vị, và Hà cũng không biết là có những cái nào mà mình còn chưa xài và nó hết hạn chưa nữa, bởi vì nó khá là nhiều như thế này và lâu rồi Hà chưa có dọn dẹp. Tiếp theo đây là những cái gia vị mà mình thường nấu hàng ngày như là đường, muối rồi các kiểu, và bây giờ nó cũng đã hết rồi. Tiếp theo nữa ở đây thì Hà để nắp son này và dao, còn bên này là cái đựng chén. Nó ít như thế này thôi, và trong cuộc sống hàng ngày thì Hà rất là thích màu trắng, cho nên đây toàn bộ chén bát của Hà màu trắng. Tiếp theo đây là một cái đồ đựng đũa muỗng các kiểu, còn ở phía dưới cái chén đĩa này nó là một cái bồn rửa. Đây là máy hút bụi mà nó đã lâu lắm rồi Hà không có sử dụng được nữa bởi vì nó hư rồi, mà không sao bởi vì Hà có một cánh cửa ở đây khá là to, mình mở ra thì nó khá là nhiều cái khoảng trống ở đằng đây. Và Hà bật máy luôn, đây chính là cái cửa chính mà mình hay vô nhà luôn. Đó. Chắc là nghĩ là các bạn đã lấy làm lạ đúng không? Bởi vì cái thiết kế của căn chung cư này nó khác xa so với những cái căn chung cư hiện đại bây giờ. Là khi Hà vừa bước từ cửa ra vào thì nhìn thấy bên phía tay phải là cái bếp ngay và luôn. Có nghĩa là khách mà bước vào nhà thì không có thấy gì ngoài cái bếp cả. Phía bên tay trái của Hà đây nó là nối với nhà vệ sinh, và ở ngoài thì nó là một bức tường trắng như thế này thôi. Và hiện tại thì Hà đặt một cái kệ dép ở đây để cho khách khứa mình bước vào nhà thì sẽ để dép ở trên cái kệ này. Và cái kệ mũ này thì nhìn nó không có sang, nhưng mà Hà vẫn muốn tiết kiệm bởi vì Hà mua từ thời sinh viên tới bây giờ nó vẫn còn đi theo Hà. Tiếp theo đây là một cái tủ lạnh rất là nhỏ dành cho một người hoặc là hai người sử dụng thôi. Cái tủ locker Hà rất là thích bởi vì nó chia từng ngăn nhỏ như thế này và mình đựng được rất là nhiều đồ và nhìn cho nó gọn gàng hơn. Còn mấy cái ngăn này thì Hà đựng giày đó, từng đôi vô từng ô như thế này, bởi vì nó có cái khóa như thế này nè và nó bảo vệ rất là tốt, nên là khi mà mình nấu ăn thì Hà không sợ là nó bay vào. Chắc đó chính là cái hiện trạng căn bếp 4m2 của Hà hiện tại. Và nói chung thì cái ý tưởng của Hà bây giờ là Hà sẽ làm một cái màn để căng ra, để cover lại cái bếp khi mà mình bước ra bước vào từ cái cửa, nó sẽ không kiểu mất thẩm mỹ. Thứ hai nữa là sẽ đặt thêm một hai cái kệ ở đây để mình bỏ những cái gì mà nó không liên quan, như là dù nè, như là mũ bảo hiểm hoặc là chìa khóa, để cho nó tăng thêm cái sự gọn gàng. Đầu tiên thì Hà sẽ đến chỗ thanh lý đồ nội thất cũ và mua hai chiếc kệ với giá khoảng chừng 100.000 đồng thôi à, và sơn lại cho mới hơn. Nhưng một tai nạn bất ngờ đã xảy ra sau 5 phút cắm củi ngồi sơn. Sơn đã phèo rồi mọi người ơi, bởi vì Hà để lâu quá cho nên là nó đã bị vón cục lại khá là nhiều. Đây các bạn có thể thấy một cái miếng đậu hũ như thế này.
Và họ đã có một cái phương án thay thế thứ hai, đó là họ sẽ dùng sơn xịt. Và họ nghĩ là sơn xịt nó sẽ tốt hơn á. Bây giờ chúng ta sẽ xịt lại nha. Ok, và trong khi đợi tụi nó khô thì bây giờ tụi mình sẽ cùng đi dọn bếp tiếp nhé. Tiếp theo thì họ sẽ dọn lại kệ đựng gia vị trước ha. Và họ sẽ phân loại món nào còn dùng được. Và dĩ nhiên là sẽ loại bỏ hết mấy cái món mà đã không còn hạn sử dụng đi. Kết quả là có rất là nhiều món hết chết. Cái đây chắc khoảng một vài tháng gì rồi mà họ không hề hay biết luôn. Con rút cái món nêm vậy. Nó khủng khiếp quá. Ê, như là mùi xác chuột chết á. Đây chính là kết quả sau khi loại bỏ và dọn lại mấy món cần thiết nữa. Nhanh gọn gàng và dễ lấy hơn đúng không nè? Thì họ muốn thay đổi hết mấy cái hộp nhựa đựng gia vị cần thiết như là muối nè, đường, bột nêm sang lò thủy tinh cho sạch sẽ và an toàn hơn á. Và để tiết kiệm chi phí thì họ không có mua lại hộp mới đâu, mà họ có một cái ý tưởng là sẽ tái chế lại các cái lò thủy tinh đựng nước ép mà họ đã dùng xong từ lần trước á. Thấy nó vừa bé bé xinh xinh không nỡ bỏ đi nên họ quyết định giữ lại. Và may quá giờ có cơ hội dùng rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ bóc tách vỏ nhãn bên ngoài và rửa cho sạch sẽ ha. Trong khi đợi mấy lọ thủy tinh khô ráo thì Hà nghĩ là mình sẽ tranh thủ nốt lại mấy gia vị cần mua mới và chắc là sẽ bổ sung mấy cái còn thiếu. Bởi vì Hà não có vàng lắm mọi người ơi, nhiều khi đi tới siêu thị rồi á mà không nhớ là mình cần phải mua thêm gì. Oh my god, cứ quên trước quên sau ý. Bây giờ thì mình sẽ tổng tiến công xuống ăn cuối cùng ha. Hà sẽ lấy hết đồ ra và dùng một chiếc bàn chải đánh răng như thế này nè, để mà cọ rửa mấy cái ngách khó lau chùi á. Và dĩ nhiên là không thể nào làm sạch sành sanh như mới được đâu, vì có rất là nhiều vết ố theo thời gian ấy. Và kiểu chung cư này cũng khá cũ rồi, nên mình chỉ cải tạo được phần nào hay phần nấy thôi. Ok, xong. Và bây giờ thì Hà sẽ sắp xếp dao kéo cũng như là nắp xoăn lại cho gọn ha. Và cái kệ thứ hai thì Hà sẽ để chén, đĩa, đũa, muỗng. Và Hà đã hạ quyết tâm rồi, sẽ bỏ đi hết những vật dụng không cần thiết và giữ lại số lượng đủ dùng cho mình thôi. Bắt đầu từ muỗng đũa thì Hà sẽ giữ lại 5 đôi đũa, 5 chiếc muỗng và nĩa, một giá canh và một giá cơm thôi. Chén bát thì Hà sẽ dừng lại ở con số 3, gồm có 3 chiếc đĩa, những size như là nhỏ, trung và lớn. Còn tô thì gồm 3 chiếc, đó là nhỏ, trung và lớn luôn. Tương tự thì chén cũng gồm 3 chiếc luôn. Và một ly sứ màu trắng, hai chiếc cốc thủy tinh là đủ rồi. Nếu trường hợp có khách tới chơi nhà thì Hà chỉ việc mang cái số lượng mà Hà cất ở cái tủ dưới ra là ok rồi. Không cần phải bày biện trên kệ quá nhiều đâu đúng không? Và lọ thủy tinh đã khô rồi nè, Hà sẽ tranh thủ sang gia vị từ lọ cũ sang lọ mới. Cái nào còn thiếu thì mình bổ sung sau ha. Giờ là phần quan trọng nhất nè, Hà sẽ bỏ hết tất cả những đồ nhựa trong tủ đi. Tụi nó vào. Nói chung nếu không có ngày tổng dọn dẹp hôm nay thì Hà không nghĩ là mình sẽ sở hữu nhiều đồ nhựa như thế luôn á mọi người. Chắc số lượng lên tới khoảng 40 cái rồi. Và kiểu như Hà hay order đồ ăn ở ngoài á, nên là họ ghét cho mình những cái hộp như thế này nè. Rất là nhiều hộp có tương tự như thế này. Hà nghĩ là mình sẽ giải quyết nó theo hai phương án. Một là chắc Hà sẽ return lại cho cái cửa hàng mà Hà hay order đồ ăn nhanh. Còn nếu không nữa thì Hà sẽ
gift cho những cái cô chú nào mà người ta thích những cái hộp á. Bởi vì cái hộp này rất là mới, Hà chỉ sử dụng được một lần thôi. Còn không nữa thì chắc là Hà sẽ bán nhôm mũ hay là bán đồng nát. Mà Hà nghĩ mấy cái này thì bán rất là rẻ. Hà nghĩ là chắc mình sẽ cho. Chắc là có một cái điều Hà muốn chia sẻ với các bạn, đó là Hà không phải là một người sống tối giản hay là một người sống xanh. Hà chỉ nói mình là người tập sống tối giản, tập sống xanh. Có nghĩa là Hà đang là một người mới bắt đầu đi trên cái con đường này. Và Hà là một người mới thì dĩ nhiên là có rất là nhiều khó khăn. Và xung quanh bản thân của Hà không phải là lúc nào không có bị ni lông hay là không có nhựa. Nhưng mà Hà chỉ nói sao ạ, mình hạn chế được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Quan trọng là cái ý thức của mình, mình nhận biết trước đã rồi sau đó mình sẽ hành động theo. Và cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ bất khả kháng chứ, ví dụ như mình không có đi ra ngoài ăn được, mình không có đem cái hộp thủy tinh hay là cái cốc giữ nhiệt của mình đi ra ngoài mua được. Đối với mỗi người khác nhau thì phương thức sống xanh là khác nhau, cho nên là Hà nghĩ mọi người đừng vội đánh giá hoặc là quá khắt khe đối với những người đang đi trên cái con đường sống xanh như thế này. Và mình nên khuyến khích và động viên họ, cần cho họ có một cái thời gian để thích nghi hoàn toàn với cái lối sống mới này. Và cái việc mà nói không thì không thể rồi, mà mình nên hạn chế sử dụng thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dọn hộp nhựa xong thì mình có nhiều khoảng trống hơn để đựng nồi niêu xoong chảo ha. Vì sống độc thân vui tính nên dụng cụ nấu ăn của Hà cũng kiểu bé bé xinh xinh đi chơi đồ hàng ấy. Và mọi thứ dường như đã tinh gọn rồi thì chỉ còn việc lau sạch bếp nữa là ok rồi ha. Theo kế hoạch lúc đầu thì Hà sẽ bắt thêm rèm để mà chia cái căn bếp cho thẩm mỹ hơn, vì kiểu nó ngay cửa ra vào ấy. Hà sẽ đo cẩn thận chiều ngang và mua một cái thanh gỗ tầm khoảng chắc 30.000 hay 40.000 gì thôi à. Sau đó sẽ dùng dây thần cột lại và bắt ốc lên thôi. Nói chung thì cái miếng rèm này không quá nặng nên Hà nghĩ cách này thì khả thi lắm lắm luôn á. Vì có sẵn máy may nên Hà sẽ chọn vải và may luôn, đỡ tốn kém chi phí ha. Nhưng mà nếu bạn nào mà kiểu muốn ngăn cái rèm như thế này thì phải bỏ ra chắc khoảng 100.000 cho vải và 100.000 cho tiền công may nữa, thì tầm khoảng 200.000. Dù sao thì biết may cũng là một cái loại hạnh phúc đúng không? Bởi mình không phải tốn quá nhiều tiền. Ta-da! Bây giờ mình sẽ treo cái màn vô. Bây giờ thì Hà sẽ mắc cái kệ trên cái tường lại. Ok. Nhưng mà đối với bản thân của Hà thì nó rất là tuyệt vời. Bởi cánh tay của Hà thì Conan và nó có đầy đủ hết tất cả những thứ Hà muốn. Và kiểu nó cũng tối giản, nó sẽ tạo cho Hà rất là nhiều cảm hứng khi mà mình nấu ăn. Bởi vì Hà thì cũng hay nấu ăn ở nhà, bởi vì Hà đang theo chế độ eat clean. Hà hy vọng là video ngày hôm nay đã truyền cho các bạn rất nhiều cảm hứng để mà xuống bếp trang trí lại cái căn bếp của mình theo phong cách của bạn. Nói chung thì nếu video ngày hôm nay thật sự có ích thì các bạn nhớ like, subscribe cũng như là nhấn cái chuông bé bé xinh xinh để cho chúng ta có cơ hội gặp lại nhau vào mỗi thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần trên kênh của Hà Sumi. Mình là Hà Sumi, một cô gái đang tập sống tối giản và chia sẻ những mẹo DIY cho cuộc sống xanh. Nhớ kết nối với mình qua kênh Facebook, Instagram và YouTube nhé. Bây giờ thì mình nói lời tạm biệt. Tạm biệt, bye bye các bạn.